Nào bây giờ cả lớp nhìn lên. Bây giờ thầy mới cho chúng nó chuyển động này. Cái đầu tiên chúng ta chọn sang phần animation. Chúng ta nhấp vào đây cho thầy. Để ra cái bảng này chúng ta đóng cái bảng format đi. Với cái này chúng ta chọn spin là hôm trước là quay. Đúng không em? Rồi bây giờ chúng ta chọn like cho thầy nhé. Like. Đấy. Nó quay xuống dưới nhưng mà bây giờ thầy muốn đổi chiều của nó. Từ left sang phải. Chuyển động từ phải qua trái. Đấy. Thế thì bây giờ cái đường like đấy. Đường like đấy chúng ta sẽ sửa. Chọn option. Nhá. Chọn option thì chúng ta rồi. Bây giờ các em nhìn này, thu nhỏ lại thì nó có cái đường kéo đây. Bây giờ thầy chuyển hết chúng nó sang bên này. Đấy thì chúng ta nhìn thấy có một cái đường chạy từ bên kia sang. Bây giờ ta thử nhé. Đấy thì nó chạy đến đây. Vậy thì ta phải cho cái mũi tên này nó dịch ra đây. Để ra ngoài này nhá. Đây là cái đầu tiên này. Bay ra đây. Bay từ trái bay qua. Thấy chưa? Đấy. Xong đến cái này rồi thì bây giờ ta chỉnh cái thứ hai. Cái thứ hai ta lại chọn like. Nhưng điều chỉnh hướng từ trái qua phải. Đó, và bây giờ ta sẽ điều chỉnh cái thứ hai. Cái thứ hai ở đây. Ta cho cái con này ra đằng này. Và kết thúc của nó ở chỗ này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cho nối con này vào trong con đây. Nối after, tức là after. Bây giờ các em nhìn nhé. Chạy nhanh chạy chậm do chúng ta. Đấy. Thầy. Đấy, các em nhìn lại một cái ra này. Cái thứ hai. Cái thứ hai chúng ta lại phải nhìn cân đối cái thứ hai ở đâu. Đây là cái một. Cái một đây. Cái 2. Cái 2 của chúng ta là ta thử lại cái 2. Cái 2. Chúng ta đưa nó ra đây. Đây là cái 1. Thầy remove cái 1 đi thì thầy nhìn lại. Đây là cái 1. Cái 1 chạy từ đây đến đây rồi. Đấy, cái thứ 2 này. Chúng ta trái qua phải. Đấy, xong rồi chúng ta điều chỉnh cái thứ 2.
là bằng nhau ở trên nhé. Một thầy thử lại này, chúng ta nhìn nó hơi bị rối. Cái này thầy cho cái này lên trên chỗ đây. Ba, bây giờ ta chạy nhá. Đấy, được rồi. Bây giờ lại chỉnh tiếp cái này. Cái này nó phải vào đây. Chúng ta lại cho tiếp đường line cho nó từ trái qua phải. Đó, ta điều chỉnh cái đây điểm xuất phát, ta lại kéo ra đây điểm kết thúc, ta lại cho nó vào chỗ đây. Đó, cái thứ ba rồi nối cái này vào trong cái kia. Đấy, thì chúng ta sẽ được mấy cái? Ba cái. Rồi đến cái thứ tư. Cái thứ tư các em lại làm như vậy. Rồi chọn hướng cho thầy từ trái qua phải. Đấy, bây giờ là cái thứ tư. Ta kéo cái thứ tư ra đây, ra bên ngoài slide nhá. Đấy, kéo thứ tư ra. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử nhá. Cái này thầy cho nối vào cái trước. Đấy. Rồi. Thế bây giờ ta mới đưa cái gốc của nó ra ngoài hết nhá, để nó chạy vào. Ta bỏ cái gốc xuống. Đấy. Đó.
Bây giờ chúng ta là, có nghĩa là nó sẽ chạy ra quảng cáo như vậy, nhưng mà như này không đẹp. Bây giờ thầy remove hết cái này đi. Sau đó thầy đẩy hết chúng ra bên ngoài, chỉ cần chạy vào trong thôi. Thầy remove hết nhá. Remove. 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 Rồi. Bây giờ thầy cho hết ra ngoài. Cho hết ra ngoài từ đầu cho nên không còn gì nữa. Rồi, bây giờ ta bắt đầu làm ở một. Chọn theo chiều line. Đến đây, dựng ship đến đây. À, hai cái này nhóm à. Hai cái này là chúng ta bị nhóm rồi. Ta sẽ cho thêm cái này. Bây giờ thầy thử nhé. Đến tiếp theo cái này. Cái này ta làm tương tự như cái kia. Làm xong ta nối sau. Đấy, nó chưa có gì và nó vào. Đấy, chưa có gì nó vào. Các em hiểu chưa? Đấy, được hai cái rồi. Bây giờ đến được cái này. Chúng ta lại làm như vậy. Chuyển nó từ phải qua trái. Rồi, bây giờ thầy mới. Kia kéo dài này ra nhé. Rồi, tiếp tục cái cuối.
Bây giờ các em vào thử chạy xem. Nhóm 10 năm chạy từ đầu. Trượt trên cái xào đúng không? Đó. Đấy, cứ như thế, tiếp tục như thế thì ta sẽ xong. Cuối cùng chúng ta cho xuất hiện một dòng chữ là giá cực kỳ sốc chẳng hạn. Các em các em có thể chọn hình vào đây. Rồi bây giờ thầy chọn một cái hình về cho format, các em cho màu nó. Các em cho giá cực sốc nhé. Phóng to lên. Edit text. Giá giảm cực sốc. Phù hợp với túi tiền sinh viên. À, như thế. Các em cho font chữ cho màu khác. Rồi bây giờ thầy lại chọn cái này. Rồi ta chọn xem cái gì nhá. Ta sửa cái này cho thầy. Từ center này thì mình đó, nó mờ dần. Thế các em có thể cho nó nhảy đi. Thầy cho nó nhảy nhá. Nhảy là bao. Cho nó nhảy cho vui. Rồi bây giờ ta nối đuôi nhau vào kia. Nối vào trên này. After previous. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thử nhá. Cái này cho thẳng vào. Bây giờ các bạn xem slide show nhé. Thầy ghi vào đã.
Bây giờ chúng ta xem này. Cái kia thì để hơi cao quá để nó chuẩn. Cho ít âm thanh vào nữa là ngon. Rồi chúng ta chỉnh lại cái này với chữ ta phải cho liền nhau. Chúng ta cho xóa này. Cần thế thôi. Đấy, xong các em nối vào cái trên. Và bây giờ ta chèn nhạc nhá. Ta chèn nhạc này. Cái đầu tiên chúng ta chèn âm thanh, chọn effect option. Các em chọn cho thầy âm thanh. Âm thanh có thể các em chọn một cái gì nhạc gì đấy chẳng hạn. Tung cánh chẳng hạn. Đó. Rồi, cái thứ hai các em chọn âm thanh. Các em có thể chọn một cái coi. Đó. Nếu mà chúng ta có nhạc online chúng ta chèn vào. Chúng ta có nhạc riêng. Other sound là nhạc riêng nhá. Đấy. Còn nhạc mà khi nhạc riêng thì chúng ta ghép file nhạc vào bên ta chọn cho vào đây. Để cái file nhạc dạng MP3 ở chỗ nào cũng được thì chúng ta ghép vào. Các lớp hiểu chưa? Còn không có thì chúng ta lấy nhạc của nó. Đấy. Rồi rồi các em cứ thế làm cho thầy là ngon. Cái gì các em làm được. Cái gì làm được hết bom này. Đấy, cho âm thanh cao lên. Tiếng bom nghe hơi nhỏ. Xong. Ở bây giờ các em nhìn thấy sâu F5 sau lên màn hình.
Đấy là một cái ví dụ để chúng ta có thể làm tạo quảng cáo trượt. Còn các em có thể làm đẹp hơn thầy, làm hay hơn thầy trong một cái bối cảnh hơn thầy. Cả lớp nhớ chưa? Dưới là nền là một cái cửa hàng shop. Ta đặt phía dưới. Cả lớp hiểu không? Rồi bây giờ thầy thử lấy trên mạng một cái cửa hàng shop nhé. Đấy, ta lấy một cái bức ảnh về. Mạng vào chậm quá. Rồi bây giờ ta lấy vào nhá. Chúng ta lại chọn background cho cái này. Đấy, chúng ta chọn background. Dùng bức tranh. Chọn file. Đấy, bức tranh nhá. Chúng ta có quần áo trong này không nhỉ? Desktop. Lại thể cắt vào đâu rồi. Bây giờ ta có nền của cái này rồi. Thế là các em chiếu thôi. Nhá, thế
Thế là chúng ta học biết cách làm quảng cáo. Còn nhiều cái nữa, nhưng mà nhiều bài tập nữa thì buổi sau thầy lại bổ sung. Các lớp hiểu chưa? Có cần ghi không?